Thưa quý vị và bà con, hôm nay Hà Nội tiếp tục hưởng bầu không khí mát mẻ, buổi sáng trời tạnh ráo, trưa chiều có nắng hanh, nhiệt độ cao nhất trong ngày không quá 30 độ. Đến tối, mức nhiệt giảm 3-4 độ xuống còn 25-26 độ, độ ẩm giảm thấp từ 53-64%. Dự báo thời tiết từ đêm nay đến ngày 26 tháng 10, khu vực Bắc Bộ không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Khoảng đêm 26 tháng 10 đến 28 tháng 10, phía Đông Bắc Bộ khả năng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ ngày 29 tháng 10, khu vực Hà Nội có lúc có mưa vài nơi, ngày nắng. Khoảng thời gian này là điều kiện lý tưởng cho bà con tiến hành thu hoạch cũng như trồng đan xen các loại rau vụ đông. Theo Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hiện nay, hầu hết các địa phương đều đã xác định vụ đông là vụ chính, sản xuất hàng hóa chính với sản phẩm đa dạng, có thị trường tiêu thụ và mang lại giá trị thu nhập cao. Nhằm khắc phục thiệt hại trong lĩnh vực trồng trọt do bão số 3 gây ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội chỉ đạo các địa phương mở rộng diện tích cây trồng vụ đông năm 2024 lên khoảng 36.000 ha để bù đắp cho sản xuất vụ mùa. Trong đó, tập trung đẩy mạnh phát triển cây khoai tây vụ đông gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Hiện nay, nông dân các vùng chuyên canh rau lớn của Hà Nội cũng đang tích cực xuống giống vụ rau mới nhằm sớm thu hoạch cung ứng cho người tiêu dùng. Những thiệt hại do bão lũ gây ra không thể giải quyết ngay được. Tranh thủ thời tiết đang thuận lợi, việc sớm triển khai tái sản xuất, tái đàn, triển khai vụ mùa hợp lý, đúng thời vụ sẽ giúp giảm áp lực sinh kế cho nông dân, đảm bảo nguồn cung lương thực cho giai đoạn Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Tuy nhiên, theo nhận định của các chuyên gia khí tượng thời hạn từ nay đến cuối năm thì thời tiết vẫn đang diễn biến bất thường. Dự báo trung tuần tháng 12 sẽ có đợt rét đậm đầu tiên của mùa đông năm nay. Do vậy, bà con nông dân cần thường xuyên theo dõi và có chủ động có phương án bảo vệ và phòng trừ sâu bệnh cho rau màu để đảm bảo năng suất và chất lượng đáp ứng nhu cầu thị trường. Còn sau đây là thông tin thời tiết các khu vực của Hà Nội trong chiều và tối nay. Hẹn gặp lại quý vị trong bản tin dự báo thời tiết 18 giờ 25 phút hôm nay.